Thank you.
đồ chơi các cháu nhiều như đống rơm đống dạ luôn, có 39.000 đồng thôi. Bóc nhôm thì lấy hai bó 20 cái 39.000 luôn. Vâng, ba. Bao nhiêu rồi đấy? Hả? Bao nhiêu cân rồi đấy? Bao nhiêu cân này? Bao tiền cân? 10.000. Cười tươi lên, chú lấy cười tươi lên, nó quay phim đấy. Cười thật tươi ra mồm á. Cười nếu mà được thêm mấy quả nữa cũng cười nhá. Cân 2 chứ. 2 cân 2 ạ.
đi đồ ạ. Rồi này thầy bên nhà thằng Dũng á.
3.000 dùng một vứt cho lợn ăn. Cả hai hái, 2-3 cây đi. Úi dồi ôi, sai chứ chị. Nhật ta đi sang đến mổ lợn rừng xong lại. Diễn đúng kiểu như phim ấy. Ngon này ngon lắm. Như kiểu diễn viên. Ngon lắm. Ngon rồi, ăn được rồi, ngon lắm. Chỗ kia. Chương trình giảm giá đặc biệt đơn có 102 Thanh Nghĩ Đồ Đống, cửa hàng giảm giá là đồng giá 39.000 đồng.